Em gửi mình video hình ảnh của chiếc cassette sắt nhập khẩu thông minh Afibao đúc liền nguyên khối công nghệ cổ Đức này chị nhé. Mẫu này của bên em là dòng cassette sắt nhập khẩu vô cùng cao cấp và ở bên ngoài có kích thước rất là lớn. Đồng nghĩa như vậy thì kích thước sử dụng ở bên trong vô cùng rộng rãi và được chia ra làm 4 ngăn trống và có thêm cả một cái ngăn hầm bí mật để giúp chúng ta có thể lưu trữ được những tài sản có giá trị cao vào trong đấy. Cassette sắt tuy ở bên ngoài nhìn trông to nhưng mà có thiết kế bo viền cạnh nhìn rất là đẹp và sang trọng. Két thì được sử dụng cái phần bản lề chìm ở bên trong chứ không bị lồi cái phần bản lề ra, nhìn hình thức và cảm quan ở bên ngoài nhìn trông rất sang trọng và không bị lồi phần tay nắm hay là bản lề ra như những dòng két sắt khác thông thường. Ở phần bốn cạnh của chiếc két sắt thì được vát tròn cong, thứ nhất là tạo độ thẩm mỹ, thứ hai là không bị các cái vật nhọn thò ra để khi mà chúng ta đi lại các bạn nhỏ không bị va chạm vào trong đấy thì không bị xuất sát. Hơn nữa, loại này được sử dụng hai tính năng khóa đặc biệt thông minh, đó là tính năng khóa vân tay kết hợp với điện tử luôn, là hai tính năng khóa sang trọng nhất và cũng như là có tính bảo mật nhất. Đồng nghĩa với việc đấy, trong quá trình sử dụng hai cài đặt cũng rất là thuận tiện và dễ dàng. Để mở được chiếc cassette này ra thì chúng ta có tổng cộng là 4 tính năng mở. Tính năng mở thứ nhất là mình quay cận cảnh vào chiếc cassette này để các bạn dễ hình dung hơn. Tính năng mở thứ nhất là chúng ta có thể mở được chiếc cassette ra bằng vân tay. Chúng ta chỉ việc đặt vân tay vào, màn hình hiển thị lên nút màu xanh, chúng ta xoay tay nắm là chúng ta có thể mở được cái cassette này ra. Tính năng thứ hai là chúng ta có thể thao tác mật khẩu mở mã của chiếc cassette này. Chúng ta chỉ việc ấn mã số, sau đó chúng ta kết hợp với tay nắm là chúng ta đã có thể mở được cái cassette này ra. Có nghĩa là hai tính năng độc lập, hoặc là chúng ta dùng vân tay, hoặc là chúng ta dùng điện tử. Tính năng thứ ba cũng là tính năng bảo mật nhất mà mình khuyên mọi người nên dùng, đó là tính năng khi mà chúng ta mở ra cần phải có cả vân tay và có cả mã số điện tử chúng ta đã từng cài thì mới mở được cái két sắt này ra. Và tính năng thứ tư mình thấy cũng rất là hay, tính năng này nó là tính năng mở được ra bằng cơ. Tính năng này thì rất hữu ích để giúp chúng ta trong khi sử dụng, nếu như chẳng may két sắt mà có bị hết pin hay là quên mật khẩu hay là có vấn đề gì đó mình không lường trước được thì mình không mở được két sắt này ra bằng điện tử hay bằng vân tay thì chúng ta có thể mở được ra bằng cơ bằng cách là chúng ta kéo cái nắp dấu này ở bên phía bên tay phải. Theo như mình thấy thì rất là thẩm mỹ. Chúng ta cắm chìa khóa giải cứu vào, xoay sang bên phía bên tay trái, đồng thời kết hợp với cả chìa khóa chính mà nhà cung cấp đã bố trí ở đây thì chúng ta sẽ mở được cái két sắt này ra bằng cơ. Và sau đây mình xin được thao tác về cách mở của chiếc két sắt này để các bạn có thể dễ hình dung nhất về sản phẩm. Để mở được cái két sắt này ra bằng vân tay thì đầu tiên là chúng ta hiện tại cái két sắt này đang cài tính năng bảo mật nhất, đó là cả vân tay và điện tử, nên khi mà chúng ta mở ra thì phải có cả hai, cả vân tay và cả mã số. Thì hiện tại là mình sẽ mở két sắt ra. Đầu tiên mình nhập vân tay vào trước, kế tiếp đến là mình nhập mật khẩu vào. Mình phải mở cả hai luôn. Vậy là màn hình của chúng ta đã hiển thị nút mở luôn, rất là dễ dàng và thuận tiện. Và các bạn có thể để ý thấy là gì? Cái phần cánh cửa của chiếc két sắt thì được sử dụng thép tấm đúc liền nguyên khối, có độ dày lên đến 5 ly và cánh cửa là được vát cong lên, nhìn sẽ có độ thẩm mỹ cao rất là đẹp. Và khi mà chúng ta đóng lại thì các bạn có thể thấy là cái phần cong viền này này nó tạo thành một cái nét rất là đẹp, nó không bị nhọn. Hơn nữa là các cái phần độ hở giữa phần cánh cửa và phần thân két sắt thì rất là nhỏ, nên cái việc chống khoang cậy phá rất là tốt. Về mặt sơn của chiếc két sắt này thì mình thấy là rất là bền màu, chúng ta có thể kỳ các vật nhọn lên mà không bị xước sát gì cả, chứ không như một số loại là rất là dễ bị bong chóc. Và đặc biệt là sơn thì rất là đẹp và sang trọng. Để các bạn có thể mua hàng hay đặt hàng trực tiếp sản phẩm này thì chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website chính thức của công ty ketsatantoan.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại 0964031616. Sản phẩm này do công ty Ketsat Việt Tiệp nhập khẩu và phân phối trực tiếp tại thị trường Việt Nam. Để bảo hành, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm bảo hành với dịch vụ bảo hành của công ty Ketsat Việt Tiệp.